tiên tri chấn động về cuộc đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, từ sau 54 tuổi, cần tránh ba điều này. Hưởng phước báu vô lượng, càng già càng giàu có, tiền vàng nhét chật két, an nhàn tận hưởng tuổi già bên con cháu. Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Canh Tuất thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Quý vị thân mến, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình cuộc đời của mình sẽ hung cát ra sao, về già có giàu có sung sướng hay là nghèo khổ. Rất may là mới đây nhất các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi chọn đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tự quan chi cẩu. Các bậc thầy tử vi có chỉ rõ con giáp này tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi hơn may. Nhưng sóng gió hoạn nạn ập đến bất ngờ cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào thời kỳ trung vận. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Canh Tuất mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt từ năm 54 tuổi trở đi, vận tài lộc của tuổi Canh Tuất rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào chất đầy két. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, sẽ diễn biến như thế nào, từ sau 54 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào, Canh Tuất cần chuẩn bị những gì và tránh xa ba việc nào để đón phúc an nhàn, tiền vàng ngập két, sống sung sướng đến cuối đời. Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay nhé. Hé lộ tử vi chọn đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, từ sau 54 tuổi cần tránh ba điều sau để hưởng phước ba đời, giàu có an nhàn, tiền vàng ngập két. Quý vị thân mến, người tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, châm vàng, tuổi Canh Tuất là người thông minh tài giỏi, rất tốt bụng lại không hề tham lam. Họ có tinh thần tập thể cao, họ thích hoạt động xã hội, con người hay nghĩ suy lo tính, tâm trạng ít khi được thư thái nhàn nhã. Người tuổi Canh Tuất bị điếu khách chiếu mệnh, nếu phúc ấm không dày thì họ có thể bị gặp tai họa một lần trong đời, nhẹ thì đỡ, nếu nặng thì đến phải mang tật, họ thường thọ từ 70 đến 80 tuổi. Tuổi Canh Tuất được Phật A Di Đà hộ mệnh, Quan Âm ban phúc, theo thuyết Phật giáo, nếu là trai thì tuổi trẻ bôn ba đây đó, tuy thông minh, tài giỏi, nhưng con đường làm giàu của họ lại không hề dễ dàng, mà phải trải qua nhiều gian nan, trắc trở. Thế nhưng họ không đầu hàng nghịch cảnh, mỗi một lần thất bại, họ lại học được những bài học quý giá. Khi bước vào giai đoạn trung niên, chính là lúc tuổi Canh Tuất gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi, tiền của về sau khá giả dư thừa, phúc tốt hưởng vinh hoa phú quý, lấy vợ môn đăng hộ đối, chính trực đoan trang, người được con đàn cháu đống, nhược bằng không thì họ cũng giỏi nghề, làm thợ, làm thầy, hưởng lộc thẳng ngay. Về tính cách, những người tuổi Canh Tuất thường là người chính trực, thành thực và có lòng chính nghĩa. Họ luôn làm việc trượng nghĩa giúp người và vì số đông để đòi hỏi công bằng, thành thật thẳng thắn với mọi người, không hống hách với người và cũng thích can thiệp bênh vực người yếu thế, vui vẻ chia sẻ những buồn vui của mọi người. Vì thế người tuổi Canh Tuất thường rất gần gũi hòa thuận với mọi người. Nếu như bạn có một người thân là tuổi Canh Tuất, bạn sẽ thường xuyên có cảm nhận như sau. Khi bạn gặp hoạn nạn, bạn tìm đến và yêu cầu giúp đỡ, thậm chí chỉ cần gọi một cuộc điện thoại. Ban đầu người tuổi Canh Tuất sẽ đắn đo, nhưng sau khi biết sự nhờ vả là cần thiết, họ sẽ không ngần ngại dốc toàn bộ tâm sức để giúp bạn. Đôi khi người tuổi Canh Tuất còn xem trọng quyền lợi, lợi ích của người khác hơn chính lợi ích của mình, và đó chính là bản tính của những người tuổi Canh Tuất. Sở trường lớn nhất của những người tuổi Canh Tuất là làm việc hết mình, đầy lòng trách nhiệm, rất đáng tin cậy. Làm việc hay trong sự nghiệp không bao giờ bỏ gánh giữa chừng, và điều may mắn là sự nghiệp của những người tuổi Canh Tuất theo đuổi thường là cao thượng, có giá trị. Những người tuổi Canh Tuất là hóa thân của công việc nghiêm túc, trung thành với nghề nghiệp, vì thế trong công việc, thành tích của những người tuổi Canh Tuất rất cao. Người tuổi Canh Tuất vốn tính lanh lợi, khả năng nhận thức trực giác đối tượng rất tốt, đôi khi chỉ cần một ấn tượng ban đầu là có thể nhận xét đối phương khá tinh tế. Đương nhiên nhận xét đó vẫn là dựa vào tư duy lý trí, đặc điểm đó vẫn được coi là một trực cảm linh mẫn, có khả năng nhận xét đúng sai, cong thẳng về sự vật trên cơ bản là rất chính xác. Nhưng khuyên bạn không nên quá tin vào khả năng trực giác đó, khiến mất đi những mối quan hệ với đối tượng thực sự tài năng và trí tuệ, nhưng lại có thói quen vờ câm.
Vờ điếc cần phải nhận xét một cách nghiêm túc về những người tuổi Canh Tuất. Chỉ cần bạn nhìn qua một vài lần họ và những người khác nảy sinh xung đột sẽ hiểu ngay vấn đề. Khi mà người tuổi Canh Tuất nhận định người khác xúc phạm đến danh dự hay xâm hại đến lợi ích của họ, họ nhất định sẽ dũng cảm chiến đấu đến cùng, quyết không lùi bước, không có bất kỳ cách gì cản trở họ. Đương nhiên điều đó chỉ có thể xảy ra khi có người hãm hại họ và những người thân trong gia đình ở mức độ nghiêm trọng, kích thích uất ức cao độ. Còn bình thường trước các đối thủ công việc khi phải tiến hành đàm phán, họ cũng thường dùng những lý lẽ hết sức nghiêm ngặt và vô cùng logic để giành chiến thắng. Khi những người tuổi Canh Tuất nảy sinh xung đột với người khác, các phương thức thường là công khai, không bao giờ họ sử dụng những phương thức có tính ám toán. Những người tuổi Canh Tuất có thể làm các công việc như trong quân đội, có thể làm một giáo viên giỏi, một luật sư tài năng, một thẩm phán anh minh, một thầy thuốc giỏi, hoặc một nhà quản lý vận tải, nhưng hợp nhất vẫn là một công tố viên hay những kỹ sư công nghệ điện tử, những nghề mà cần một khả năng nhẫn nại nhất định là thích hợp nhất. Các cô gái tuổi Canh Tuất rất nhiệt tình trong giao tiếp, dung mạo xinh đẹp. Những người tuổi Canh Tuất trong những phụ nữ trưởng thành thường có khả năng tư duy rất tốt, thích đẹp, nhưng ăn mặc lại rất chất phác, thích mặc những loại quần áo rộng bằng các chất liệu mềm thoáng. Khi họ tức giận thì đứng ngồi không yên, phần lớn những người phụ nữ tuổi Canh Tuất rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vui vẻ hợp tác cùng mọi người, và có thể hay đứng ra làm chứng những việc mà không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân họ. Họ là những cô gái thích nhảy múa, bơi lội hay những hoạt động ngoài trời. Họ là người bạn gái, con gái tốt của chồng. Nguyên nhân chủ yếu để họ làm được điều đó là không can thiệp thái quá vào công việc của người khác, nhưng lại vui vẻ lắng nghe người khác khác trình bày quan điểm. Phụ nữ tuổi Canh Tuất khi đối xử với người khác thể hiện đức tính luôn hòa hợp, vui vẻ, nhẹ nhàng, tiếp cận và hòa đồng trong tình hữu nghị của mọi người. Khi bạn tiếp xúc với phụ nữ tuổi Canh Tuất, có thể đến thăm nhà của họ, cùng họ uống trà nói chuyện, ngược lại có thể mời họ đến nhà bạn chơi. Trong các quan hệ bình thường có thể dần dần hiểu nhau, vui vẻ cùng nhau, kết bạn chân thành. Bạn phải nhớ rằng, ở đâu đó trong tiềm thức những người tuổi Canh Tuất luôn tiềm ẩn tính cảnh giác, vì thế trong quan hệ bạn tuyệt đối không được hấp tấp vội vàng. Phương thức tốt nhất là tuân thủ từng bước dần dần đẩy sâu mối quan hệ. Khi bạn đã có được niềm tin của cô gái tuổi Canh Tuất, trở thành người bạn tri âm, tri kỷ, dù sau đó bạn có thể gặp bất cứ hoàn cảnh nào, phá sản hay phát tài, họ cũng không bao giờ quay lưng thay đổi tình bạn. Rất ít phụ nữ ở các tuổi khác có thể bì được tính chân thành, trung thực với các cô gái tuổi Canh Tuất. Những người con trai tuổi Canh Tuất là những người có khí phách sung mãn. Khi người tuổi Canh Tuất lâm vào những hoàn cảnh bất khả kháng, họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác. Bởi vì những đáy lòng, làm việc rất nghiêm túc, những việc được người khác giao phó, chỉ cần những việc nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của con trai tuổi Canh Tuất là kém sức nhẫn nại. Về phương diện tình cảm thì người tuổi Canh Tuất kém người tuổi Ngọ, tuổi Dần, có thể thả mình trong những mối quan hệ nồng nhiệt. Những người tuổi Canh Tuất có thể trầm mặc âm thầm yêu thương người mình thương yêu và luôn quan tâm chăm sóc ở những phương diện khác. Con trai tuổi Canh Tuất đặc biệt rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng rồi thì họ không bao giờ tiết giảm niềm tin đó. Niềm tin đó đối với bạn bè họ thể hiện ở chỗ, nếu bạn vô tình xúc phạm đến những người bạn của người tuổi Canh Tuất, bạn sẽ lập tức được chứng kiến phản ứng của những người tuổi Canh Tuất. Những người tuổi Canh Tuất sinh về đêm thường nóng tính hơn những người sinh ban ngày, họ thường dễ sinh xung đột với người khác. Những người tuổi Canh Tuất dù sinh vào bất cứ mùa sinh nào cũng thường được thuận lợi trong cuộc sống, cả đời không mấy khi phải rơi vào hoàn cảnh đói ăn, thiếu mặc. Nói chung, những người tuổi Canh Tuất rất đáng được kết bạn bởi vì họ là những người chân thành, thẳng thắn. Cuối cùng xin nhắc bạn một điều, người tuổi Canh Tuất luôn cảm thấy khó hiểu với tính cách của những người tuổi Dậu, dễ mâu thuẫn nhất và mất niềm tin nhất đối với những người tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Ngọ, Tỵ, Thân, Hợi và cả những người tuổi Canh Tuất khác có thể đôi khi nảy sinh mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là những va chạm nhỏ, không ảnh hưởng gì đến quan hệ. Mong rằng, những người tuổi Canh Tuất có thể khắc phục được những nhược điểm của tính cách, thế giới này luôn luôn nhiệt tình hoan nghênh được kết bạn với những người như bạn. Theo luận đoán tử vi chọn đời 12 con giáp, nhìn chung cuộc đời tuổi Canh Tuất là tốt, an nhàn, sung túc về già, hưởng nhiều lộc con cháu, được phước đức từ tổ tiên. Cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, năm này bạn có nhiều lo buồn cho số phận, năm tình cảm có uẩn khúc đau lòng. Năm 21 và 22 tuổi, hai năm này gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, tài lộc dồi dào, tình cảm vượng phát. Năm 23 và 24 tuổi, hai năm này có nhiều tốt đẹp về việc làm ăn, cũng như về tài lộc. Năm 25 tuổi, khá được việc, có thể làm ăn gặp nhiều may mắn. Từ 26 đến 30 tuổi,
26 tuổi, năm xấu, không được tốt lắm về đường tài lộc, cũng như về việc làm ăn, năm 27 và 28 tuổi. Năm này cẩn thận việc giao dịch hay đi xa, có thể làm ăn nhỏ được năm 29 và 30 tuổi. Năm này không được tốt, bổn mạng có phần yếu kém. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, không được hay đẹp lắm, tài lộc khiếp khuyết, việc làm ăn có phần khó khăn, nên nhịn nhục thì tốt. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm này nên cẩn thận sẽ có đau bệnh, hay gặp cảnh bực mình. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này khá tốt đẹp, có hoạch tài. Từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này việc làm ăn bình thường, gia đình yên ấm, không việc gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, coi chừng có bệnh đại nạn. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, được khá tốt, 42 tuổi, được trung bình, 43 tuổi, hai năm này kỵ đi xa, năm 44 tuổi, phát đạt tài lộc, năm 45 tuổi, được tốt, từ 46 đến 50 tuổi, bổn mạng yếu kém, tài lộc có phần sa sút, nên cẩn thận việc làm ăn, cũng như về vấn đề tài lộc vào những năm này. Từ 51 đến 54 tuổi, khoảng thời gian này có nhiều may mắn trong cuộc đời, gia đình và sự sống được sung túc, nên cẩn thận về việc tiền bạc, hay có sự buồn lo cho gia đình vào số tuổi 54 trở đi. Tổng quan vận trình canh tuất sinh năm 1970, diễn biến từ sau 54 tuổi. Vốn dĩ mệnh số của những người tuổi canh tuất là người luôn ôm giữ mộng tưởng về sự giàu có bậc nhất bản thân. Nếu nói về số mệnh giàu sang, thì tín chủ tuổi canh tuất này chỉ có 3 phần. Chính vì vậy canh tuất thường khá chật vật trên con đường chinh phục sự giàu sang của mình. Thường thì canh tuất sẽ trở thành tỷ phú khi đã ở độ tuổi trung niên. Thế nên, canh tuất thường có tâm lý than thân trách phận, trách ông trời không công bằng, vì bắt canh tuất phải mất quá nhiều thời gian trong cuộc đời mới có được cuộc sống giàu sang mà canh tuất khát khao bấy lâu như vậy. Từ sau 54 tuổi là lúc canh tuất biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời, còn gọi là số mệnh, từ 54 tuổi trở đi biết mệnh trời, canh tuất từ 54 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời, lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Canh tuất sau 54 tuổi, hiểu biết hơn về xã hội, nên càng thấu hiểu bản thân hơn, tín chủ học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không oán trời, không trách người, không lười nhác, đa số canh tuất đều có tính tình tương đối cẩn trọng và chu đáo. Đặc biệt là canh tuất người này cũng rất có tài trong việc lãnh đạo, giữ chức quản lý rất tốt, hơn thế nữa, canh tuất còn khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Bởi sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo và tháo vát trong mọi chuyện của mình, tín chủ được rất nhiều người yêu thương và quý mến. Đồng thời, canh tuất cũng có sự nhạy cảm nhất định bên trong tính cách của mình, bản mệnh rất dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn khi ở bên mình. Chính nhờ điều này đã khiến cho canh tuất nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ từ người khác. Canh tuất chính là con giáp có khả năng đổi vận nhờ quý nhân tương trợ và giúp đỡ. Nếu như canh tuất biết cách nắm bắt cơ hội mà quý nhân đem lại thì hứa hẹn sẽ có một tiền đồ vô lượng, khiến cho nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Từ sau tuổi 54, lưu lộc tồn đến tuất, vận trình công việc của canh tuất sẽ ngày càng phát đạt và tăng tiến không ngừng nghỉ, nhiều khi thuận lợi đến mức khiến bản thân tín chủ cũng cảm thấy bất ngờ. Từ sau 54 tuổi, có thể chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên là từ 54 đến 64 tuổi, cũng là lúc canh tuất có được những thắng lợi, thành quả, đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập, quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp bản mệnh có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Canh tuất vốn nhiệt tình, làm việc gì cũng rất nỗ lực và đầy trách nhiệm. Chính điều này giúp cho bản mệnh gặt hái được nhiều trái thơm sau những tháng năm dài cố gắng. Theo tử vi 12 con giáp thì canh tuất luôn tràn đầy nhiệt huyết, từ 54 đến 64 tuổi đã ấp ủ rất nhiều dự định, kế hoạch để có được thành công, nắm bắt những cơ hội mới để bứt phá, giai đoạn mới, thời vận mới, với những mối quan hệ hợp tác mới, thu nhập mới, sự nghiệp vươn lên một tầm cao mới. Giai đoạn này cũng là lúc vận số của canh tuất hanh thông, thuận lợi hơn và có những bước tiến suôn sẻ hơn. Theo vận số cuộc đời, canh tuất tạo năng suất và hiệu suất làm việc rất tốt, phải nói là vô cùng tốt, khiến người khác kinh ngạc. Tín chủ đã có một quá trình chuẩn bị khá dài hơi, nên chỉ cần thời cơ tới, vận khí tốt thì lập tức canh tuất sẽ dễ dàng đạt được thành công mỹ mãn, hầu bao của canh tuất lúc này cũng sẽ rủng rỉnh. Khi may mắn gõ cửa, bản mệnh không chỉ thuận lợi trong các lĩnh vực đầu tư mà còn dễ trúng giải thưởng, thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ, nằm ngoài dự đoán. Hơn nữa, sau tuổi 54 này, canh tuất dù gặp phải khó khăn thách thức như thế nào thì đều rất lạc quan, nhiệt huyết. Ngoài ra, tín chủ cũng là con giáp tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ ai đó nếu họ gặp khó khăn,
Những việc tốt mà canh tuất làm sẽ tích phúc tích đức cho gia đình, bản thân, giúp họ thu hút được nhiều năng lượng tích cực và vận may mắn hơn. Từ 54 đến 64 tuổi, vận khí của bản mệnh sẽ được cải thiện, vận trình hanh thông, những khó khăn đều được dàn xếp và tháo gỡ. Với những canh tuất đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có thể gặt hái cho mình nhiều thành tựu nhờ vào sự kiên trì, chăm chỉ và bền bỉ của bản thân, tài sản tiền bạc tích lũy được cũng vô cùng lớn, nhà rộng xe sang, đất đai đủ cả. Về phương diện công việc, nhờ có khả năng thăng tiến, thu nhập kha khá, gia đình vui vẻ hòa hợp, không cần phải bận tâm đến vấn đề tiền bạc, vốn dĩ trời sinh ra canh tuất đã được sở hữu tố chất tâm lý vững vàng, suy nghĩ tích cực, ổn định, họ luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh áp lực, tín chủ cũng rất thực tế, cần kiệm chậm chắc tiến lên. Trong 20 năm này, vận may của bản mệnh sẽ kéo dài từ đầu đến cuối, canh tuất nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, khởi đầu thế thời mới, với vận trình công việc làm ăn, kinh doanh, sự nghiệp thăng hoa, ngày càng phát triển đi lên, bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh, quy mô đầu tư, buôn bán, làm ăn của mình để gia tăng thu nhập. Đặc biệt là trong 2 năm gần nhất hiện tại, năm 54 và năm 55 tuổi tới đây, chính là bước ngoặt đánh dấu sự thịnh vượng và đổi đời của canh tuất. Một khi thần tài đã gõ cửa, thì canh tuất làm gì cũng sẽ hanh thông suôn sẻ hơn. Trời sinh canh tuất vốn đã có số phú quý và quyền lực rồi, sau những chuỗi thời gian vất vả, thì tín chủ nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, đồng thời, vận khí và phúc khí sẽ củng cố sự nghiệp ngày càng vững vàng hơn cho tuổi canh tuất, tín chủ sẽ phát tài phát lộc, có được sự thịnh vượng trong 2 năm này. Canh tuất có nhiều cơ hội để thăng tiến, lương thưởng tăng tiến, thu nhập ngày càng được cải thiện và bước vào thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp, nhận về được một khoản thu nhập phải gọi là không phải dạng vừa đâu, đặc biệt trong 2 năm tới này, canh tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, kết nối được nhiều mối quan hệ và được thêm nhiều quý nhân nâng đỡ, nhờ vậy bạn sẽ có sự thuận lợi hơn trong việc thực hiện ước mơ của mình. Chúc tín chủ đón một giai đoạn mới phúc lộc đầy nhà, gia đình vui vẻ. Với giai đoạn còn lại, từ 65 đến 80 tuổi là thời khắc canh tuất được hưởng thụ, sung túc ấm no, được may mắn ngập tràn, phúc lộc đầy nhà, có thể thanh nhàn mà nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời, nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại. Canh tuất với những người bạn già cùng nhau ngồi lại pha ấm trà nhâm nhi, những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng, hạnh phúc, viên mãn đủ đầy. Tuy nhiên, ở cả hai giai đoạn của cuộc đời, canh tuất cần bỏ bớt sự cố chấp, sự nóng giận ở trong tâm, anh hùng cứu mỹ nhân, vì hồng nhan phẫn nộ, đó là sức mạnh của tình yêu. Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, đó là dấu hiệu của chính nghĩa, tức giận bóp nghẹt trái tim, đó là mầm bệnh, manh động là ma quỷ, là tội lỗi. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã nói rằng, tức giận khởi đầu bằng ngu xuẩn và kết thúc hối hận, người thông minh khéo khống chế cơn tức giận, người ngu xuẩn bị cơn tức giận khống chế. Canh tuất khi còn trẻ, tính nóng một chút, làm việc bột chộp một chút thì có thể hiểu được, bởi vì anh ta chưa lịch duyệt từng trải. Từ sau 54 tuổi, canh tuất đã sống quá nửa cuộc đời rồi, nếu mà chưa thấy rõ chân tướng của sự tình, không khống chế được cảm xúc của mình, thì chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Do đó, nửa đời sau, hãy thu cái phẫn nộ của mình lại, làm một người tâm bình khí hòa. Canh tuất đến tuổi 54, con cái cũng trưởng thành rồi, cần phải buông tay rồi, nhưng nhiều canh tuất không buông tay được, vẫn thường trách con cái, ham muốn kiểm soát con cái như thế này, khiến cả nhà đều nhọc tâm khổ tứ, thậm chí thân tâm mệt mỏi. Nơi công sở canh tuất cũng đã kịch trần rồi, thế nên cần dần dần rút ra khỏi cương vị. Tuy nhiên nhiều người vẫn yêu thích quyền lực, vẫn hy vọng mình ở ngôi vị cao, vẫn không ngừng nghỉ tranh giành với người. Qua tuổi 54, tự thức tỉnh lớn nhất của canh tuất chính là buông bỏ tranh chấp, biết buông bỏ, thay vì tranh giành mọi thứ, tốt hơn hết là nên thực sự rút lui. Khi canh tuất đã qua cái tuổi 54, nhớ lại những thời gian mà mình đã trải qua, thì sẽ phát hiện ra mình quả thực rất nỗ lực, mà vẫn còn tức giận, thì chính là lòng tham vô đáy, chính là trái với tâm nguyện nỗ lực ban đầu của canh tuất. Nếu chẳng phải vì để nửa đời sau an nhàn, hạnh phúc, thì việc gì canh tuất phải nỗ lực. Phúc khí giống như làn gió xuân, chỉ khi canh tuất tĩnh tâm lại, để mặc gió lướt nhẹ trên da thịt, thì mới cảm nhận được. Phúc khí giống như tia nắng, khi canh tuất mở rộng tấm lòng đón nhận nó, thì mới thấy ấm áp cõi lòng. Phúc khí không phải là canh tuất sở hữu nhiều hơn người khác, mà là mỗi ngày tín chủ lại vượt qua chính mình của ngày hôm qua, nghĩ rõ ràng rồi thì phúc khí sẽ dừng lại trong mệnh của canh tuất. Một khi canh tuất tức giận, đưa ra bất kỳ quyết định gì thì cũng là sai lầm, bởi vì khi tức giận đánh mất lý trí, không nghĩ đến hậu quả, cũng không xem xét các nhân tố trên các phương diện. Người ta nói, đời người như cuộc cờ,
nghĩ một nước đi một nước đó là kẻ bất tài, nghĩ ba nước đi một nước đó là người bình thường, nghĩ 10 nước đi một nước đó là người trí tuệ. Canh Tuất từ giai đoạn 54 đến 80 tuổi thì sẽ trải qua rất nhiều sự tình, nắm bắt được quy luật phát triển của rất nhiều sự tình. Nếu có thể sử dụng đầy đủ những kinh nghiệm này thì đó chính là người trí tuệ. Qua tuổi 54, tức giận chẳng có tác dụng gì, thế nên Canh Tuất hãy biến tức giận thành trí tuệ thì mới hữu dụng. Với bao sóng gió, từ 54 đến 80 tuổi Canh Tuất ngẫm lại mới thấm, thì ra không tức giận thì khỏe mạnh. Một người khi tức giận thì ăn không ngon, ngủ không yên, đi không thuận, nhìn không xuôi, hỏa khí thiêu đốt trái tim thì sao có thể không sinh bệnh. Chúng ta ai cũng thường nói, sức khỏe là tài sản lớn nhất, nhưng làm thế nào để bảo vệ sức khỏe thì lại không dụng tâm suy nghĩ, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, không biết dưỡng sinh thực sự là có một tâm trạng tốt, ăn cơm thô, uống trà nhạt, vui vẻ cười cười nói với mọi người. Bí quyết dưỡng sinh được đúc kết rằng, người ta tức giận mình không tức, tức khí sinh bệnh chẳng ai thay. Qua tuổi 54, Canh Tuất cần học được một số phương pháp không tức giận. Khi tín chủ tức giận thì thay đổi vị trí suy nghĩ, thấu hiểu đối phương, ép mình bình tĩnh lại 3 phút, đếm từ 1 đến 100, chuyển rời sự chú ý. Bình thường Canh Tuất nên đọc sách nhiều, tăng thêm trí tuệ ứng phó cuộc sống, làm người cần thiện lương, học cách dùng đức báo oán. Qua tuổi 54, những năm tháng còn lại của cuộc đời, Canh Tuất hãy tận hưởng thành quả đã phấn đấu nửa cuộc đời, vui vẻ sống tốt mỗi ngày. Đừng lãng phí nữa, tín chủ tức giận, người ta có thể xin lỗi, nhưng sức khỏe của tín chủ suy sụp thì không ai giúp gì được, và cũng không hồi phục bởi có được lời tạ lỗi. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa có lý, tức giận và sức khỏe, thì Canh Tuất sẽ không tức giận nữa. Tiếp theo là vận mệnh của anh chị tuổi Canh Tuất theo tháng sinh âm lịch. Tháng 1 âm lịch, người tuổi Canh Tuất sinh tháng 1 tốt về đường sức khỏe, ít mắc phải bệnh vặt, họ chất phác, thật thà và rất biết cách cảm thông cho người khác. Người này được cha mẹ bao bọc nhiều nên không có chí tiến thủ, không có nhiều mong muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn sống ổn định, không quá vất vả, thích hợp làm giáo viên, biên tập, nhân viên kỹ thuật. Trong chuyện tình cảm, dù là nam hay nữ, thì người tuổi Canh Tuất sinh tháng này cũng rất nghiêm túc, họ thích tình yêu nhẹ nhàng, êm ái, không thích bị đắm chìm trong cuộc tình bỏng cháy. Nhìn chung vận số người sinh tháng 1 âm lịch có cuộc đời yên bình, no đủ, không chịu nhiều vất vả hay vướng bận gì. Nếu họ muốn làm nên nghiệp lớn thì cần thêm một chút nhạy bén và dám mạo hiểm thì ắt sẽ công thành danh toại. Tháng 2 âm lịch, người tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm là Tiết Kinh Chập, người này gan dạ dũng cảm, dám nghĩ dám làm, tuy nhiên có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nếu xét về tính xấu thì tuổi Canh Tuất sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ phương diện khác thì đây là con người hướng ngoại, một khi đã đặt mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn, sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để đi đến thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Tháng 3 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 âm là người tinh tế, khéo léo, biết dẫn dắt và làm chủ cuộc đối thoại, đường công danh thuận lợi, vận đào hoa lại càng vượng hơn nữa, vì vậy đừng ham mê sắc đẹp nhất thời mà bỏ qua hạnh phúc thực sự. Người tuổi này tài giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng. Mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Cuộc sống phát đạt vào thời kỳ trung vận, việc làm ăn nên giữ phước cho con cháu về sau, càng về cuối đời tiền bạc, sự nghiệp càng gặp được may mắn. Tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là Tiết Lập Hạ, người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng này có các tinh tử vi chiếu mệnh, là người đại phú đại quý, cả đời cơm no áo ấm chẳng phải lo phiền, người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng lại được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, nên cuộc sống của con giáp này khá thoải mái. Hơn nữa, họ cũng là người hiểu biết, sống chân thành biết cách ứng xử, nên hậu vận có nhiều điều tốt đẹp, được sống vui vẻ an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Tháng 5 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, tháng 5 âm là tiết mang chủng, người sinh tháng này được đại cát tinh phù trợ, tiền vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn, đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện, nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào,
Tuy nhiên phần gia đạo không được hoàn toàn êm đẹp, nếu bạn bình tĩnh và sáng suốt thì mới giữ được êm xuôi. Tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết Tiểu Thử, tuổi Canh Tuất sinh tháng này là người yêu thích sự tự do, bản tính phóng khoáng, có chí hướng. Trí thông minh của người tuổi Canh Tuất sinh tháng này rất đáng nể, tuy vậy, đôi khi họ lại gặp khó khăn trong biểu đạt ý kiến. So với những người khác, bước khởi đầu trong đời của người sinh tháng 6 âm khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn, dám nghĩ dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song bản mệnh có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao tự đại, không biết sống khiêm nhường. Cả cuộc đời ít gặp sóng gió, nhưng cũng ít gặp được quý nhân trong cuộc sống. Chính vì vậy mà cuộc sống cứ bình bình đạm đạm, hiếm khi nào có sự đột phá trong vận trình của mình. Tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm trùng với tiết Lập Thu, có dịch mã động tinh chiếu mệnh, tiền bạc không thiếu nhưng phải bôn ba khắp trốn, bản tính đơn thuần, chất phác, không vì tiền bạc của cải mà làm trái lương tâm, vì vậy mà bản mệnh phải bôn ba vất vả nhiều, nhưng về sau sẽ được hưởng hạnh phúc mỹ mãn, tiền vận vất vả, phải khổ tâm lao lực gây dựng sự nghiệp, đến tuổi 35 đến 36 thì sẽ thỏa nguyện, khi 40 tuổi mọi sự hanh thông, 50 tuổi ổn định, cuộc sống tài lộc không phải lo nghĩ. Tháng 8 âm lịch. Trời sinh người tuổi Canh Tuất sinh tháng 8 âm trùng với tiết Bạch Lộ, là người thông minh tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng, bản mệnh được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài lại có quý nhân tương trợ, nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu, nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, con giáp này được hoa cái cát tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý, tuy nhiên tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào. Người sinh tháng này ruột để ngoài ra, gặp chuyện bất bình sẽ không uất ức nín nhịn, tuy không coi trọng tiền tài vật chất, nhưng nhờ tài hoa, quyết đoán, họ đều mưu sự tất thành, được quý nhân giúp đỡ, nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá thẳng thắn, bộc trực, nên dễ phạm phải sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài, tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay. Thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư, cuộc sống có phần sung túc, từ trung vận trở đi, về già được phúc con cháu, an nhàn thảnh thơi. Tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết Lập Đông, người có tháng sinh âm lịch này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc, họ không được cha mẹ anh em giúp đỡ nhiều. Tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt, nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt bạn xấu, làm mẫu người hành động, mệnh chủ đường công danh sự nghiệp rộng mở, làm được chuyện lớn, họ có khí chất cao sang phú quý, thu hút người đối diện. Đặc biệt là phái nữ lại càng có mệnh đào hoa, tiền bạc đầy đủ và có phần sung túc trong suốt cuộc đời, càng về già cuộc sống càng an ổn và bình yên hơn rất nhiều. Tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm trùng với tiết Đại Tuyết, tuổi Canh Tuất sinh tháng này tính cách cứng cỏi, có lập trường và đầu óc quan sát, đối với chuyện tình cảm phần lớn lận đận, bởi bản tính đa nghi, dễ nảy sinh ghen tuông làm tổn hại tình cảm. Tuy nhiên họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước có sau, là người bao dung độ lượng. Có thể thấy, quý vị là người có cuộc đời có nhiều tốt đẹp, sự sống về phần tài lộc và tình cảm được lên cao vào trung vận. Tiền vận thì có nhiều lo buồn đôi chút, nhưng vào hậu vận và trung vận thì hưởng được phú quý. Sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm là tiết Tiểu Hàn, tuổi Canh Tuất sinh tháng Chạp mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc, vì thế con giáp này không cần phải quá vất vả cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con giáp này ỷ lại, tuổi Canh Tuất sinh tháng 12 âm vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình, chưa tới 40 tuổi đã vang danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Quý vị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, Đức Phật nói rằng có 5 điều giúp cho con người có được hạnh phúc trong đời này. Trước tiên là phải chăm chỉ cố gắng, nâng cao hiệu quả làm việc, hăng hái và mạnh mẽ trong nghề nghiệp của mình và phải hiểu biết rõ nghề nghiệp của mình. Thứ hai, phải biết gìn giữ bảo vệ nhân viên của cải làm sao có được một cách chân chính. Thứ ba, phải có bạn bè tốt, bạn hiền bạn chí để giúp đỡ khuyên bảo mình đi theo đường thiện, tránh xa điều ác. Thứ tư, phải tiêu xài tiền bạc một cách hợp lý, đúng đắn, không nên tiêu xài quá nhiều mà cũng không nên quá ít. Keo kiệt có nghĩa là không nên hà tiện để tích trữ tài sản như của núi, nhưng cũng không nên tiêu xài hoang phí. Nói cách khác là nên tiêu xài hợp lý trong giới hạn những điều kiện mình có được.
Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là hãy sống lương thiện, yêu thương mọi người. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình. Song con người cũng là giống loài biết tư duy, nghe Phật dạy làm người. Lương thiện là việc không cần cố gắng, tiết chế tính ích kỷ của mình. Lòng lương thiện sẽ mạnh lên, người có tấm lòng lương thiện, luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến. Bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm được một phần công đức, ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành. Sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải, hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu, nghe lời Phật dạy, tấm lòng thiện lương sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.